Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đưa máy chụp CT 128 lát cắt hiện đại vào sử dụng. Huyện Văn Lâm, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao nhất tỉnh. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh rối loạn cương dương. Mục Cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc trị đau nhức xương khớp cho mùa lạnh hiệu quả. Cuối chương trình là câu chuyện ấm áp nghĩa tình nơi bệnh viện. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm hỗ trợ tối ưu cho việc chẩn đoán và điều trị, từ tháng 11 năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối đã đưa máy chụp CT scanner 128 lát cắt, một trong những thế hệ máy hiện đại nhất trên thế giới, vào sử dụng. Máy chụp cắt lớp vi tính CT scanner 128 lát cắt hỗ trợ cung cấp chất lượng chẩn đoán hình ảnh vượt trội của nhiều bệnh lý như tim mạch, mạch máu, các khối u, não. Với kỹ thuật tái tạo hình ảnh tiên tiến, máy sẽ hạn chế liều tia chiếu vào cơ thể tới 40% và kiểm soát liều lượng cản quang cho bệnh nhân. Ngoài ra, máy CT 128 lát cắt chụp được động mạch vành có cản quang, giúp cho bệnh nhân phát hiện sớm bệnh lý về tim mạch và mạch vành bằng phương pháp không xâm lấn. Việc Bệnh viện Đa khoa Phố Nối được trang bị máy chụp CT scanner 128 lát cắt được xem là bước đột phá, góp phần nâng cao chất lượng khám, phát hiện, điều trị cho người bệnh. Đặc biệt, hiệu quả hơn với sự hướng dẫn trực tiếp của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai trong việc chẩn đoán và cứu chữa bệnh nhân đột quỵ não. Chỉ vì tâm lý chủ quan, ngại đi khám tại bệnh viện, nhiều trường hợp bị viêm ruột thừa mà không biết dẫn đến vỡ ruột thừa, gây nguy hiểm đến tính mạng. Theo thống kê của khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 40 bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Trong số những bệnh nhân này thì có trên 50% đều nhập viện trong tình trạng ruột thừa bị vỡ, gây rất nhiều khó khăn cũng như tốn kém trong quá trình điều trị. Nguyên nhân của tình trạng này là do phần lớn các triệu chứng của cơn đau viêm ruột thừa có dấu hiệu rất giống với những bệnh khác, như viêm loét dạ dày tá tràng, rối loạn tiêu hóa hay tiêu chảy. Và khi bệnh nhân lên cơn đau thì người nhà hoặc bản thân người bệnh thường tự ý mua thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau để uống. Chính sai lầm này đã dẫn đến diễn tiến của bệnh ngày càng trầm trọng, gây vỡ ruột thừa và nếu không được xử trí kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, Bệnh viện Nhiệt đới Hưng Yên đã tổ chức 7 lớp truyền thông phòng chống HIV/AIDS cho hơn 1.000 người dân. Các buổi truyền thông được tổ chức tại 7 huyện thành phố gồm thành phố Hưng Yên, Phù Cừ, Ân Thi, Tiên Lữ, Khoái Châu, Yên Mỹ và Mỹ Hào. Sau các buổi truyền thông, mỗi người dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động cộng đồng thực hiện các hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV, giúp người nhiễm HIV tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc và điều trị, hưởng lợi từ các dịch vụ y tế hiện hành. Xóa bỏ rào cản về kỳ thị, xa lánh, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy được tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone, tạo mọi điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng. Những năm gần đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính tại huyện Văn Lâm có xu hướng giảm, song tỷ lệ sinh con thứ 3 lại có chiều hướng gia tăng. Năm 2018, tỷ lệ sinh con thứ 3 tại huyện Văn Lâm là trên 25%. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên của huyện Văn Lâm là 417 trên tổng số 1.565 trẻ. Tỷ lệ này cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn tỉnh là 19%. Tỷ số giới tính khi sinh là 124,8 bé trai trên 100 bé gái. Hai xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao nhất là Minh Hải và Đình Dù trên 30%. Mặc dù ngành dân số đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân sinh đẻ có kế hoạch, nhưng với những đặc thù về điều kiện địa lý kinh tế, tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện vẫn tiếp tục gia tăng. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 1148 QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Maxi SG đặt trụ sở tại số G29 đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cục thu hồi hai lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golean Detox có kết quả kiểm nghiệm có chứa sibutramine. Hai lô sản phẩm trên bị thu hồi từ ngày 29 tháng 11 năm 2018 đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Maxi SG chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm có sai phạm dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tại Việt Nam,
Sibutramine từng được chỉ định trong điều trị béo phì, gồm giảm cân và duy trì cân nặng. Thuốc gây ra một số rối loạn, đặc biệt tác động nguy hiểm đến hệ tim mạch ở những người có nguy cơ cao, nên từ tháng 4 năm 2011, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có văn bản đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ thuốc chứa hoạt chất Sibutramine. Vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã kiểm tra và xử phạt 7,5 triệu đồng công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Tùng Lộc 2 đóng tại thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm. Lý do, công ty này đã sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tâm Tỳ Vương, số lô 080718, ngày sản xuất 17 tháng 7 năm 2018, hạn sử dụng ngày 16 tháng 7 năm 2021, không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Tâm Tỳ Vương là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ bổ khí huyết, cải thiện hệ tiêu hóa, giúp bồi bổ cơ thể, hạn chế mệt mỏi. Thưa quý vị và các bạn, chứng rối loạn cương dương hiện không còn là vấn đề của riêng nam giới tuổi trung niên mà có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi nào. Tình trạng này khiến nam giới bất lực trong chuyện chăn gối. Không ít trường hợp vì thiếu hiểu biết mà chấp nhận sống chung với lũ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh số này, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin hữu ích về chứng bệnh này. Xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là bác sĩ có thể cho biết những cái dấu hiệu và triệu chứng của bệnh rối loạn cương dương ạ? Rối loạn cương thì nó là một cái tình trạng mà người nam giới mất khả năng đạt được cũng như là duy trì cái khả năng cương cứng của dương vật để duy trì một cái cuộc giao hợp. Bệnh này nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tinh thần của cái người bệnh nhân đấy, cái người nam giới đấy. Thế và nếu như là lâu dài thì cũng có thể từ đó nó ảnh hưởng đến cái năng suất lao động cũng như là cái đời sống tâm lý. Thế và có thể lâu dài nó có thể sinh ra những cái bệnh lý khác. Nguyên nhân nào thì gây ra bệnh rối loạn cương dương thưa bác sĩ? Những cái nhóm nguyên nhân mà hay gặp, ví dụ như là những cái nguyên nhân về những nhóm tâm thần kinh. Xã hội bây giờ thì rất là nhiều người cũng khá là căng thẳng với công việc. Thế và một cái nguyên nhân nữa mà người ta cũng hay đề cập đến, đấy là tổn thương những cái mạch máu trực tiếp mà đến với ở cái bộ phận sinh dục. Một số những nguyên nhân khác, ví dụ như là do sau một số những trường hợp điều trị, ví dụ như phẫu thuật hoặc là xạ trị ở vùng chậu này, hoặc là những cái phẫu thuật mà ghép tạng, ghép thận. Thế hoặc là một cái nhóm nguyên nhân nữa mà bây giờ người ta cũng hay để ý đến, đấy là sau sử dụng một số thuốc điều trị, ví dụ như thuốc chống trầm cảm này, thuốc gây mê này, hoặc là một số những thuốc mà điều trị về cái rối loạn thần kinh thực vật cũng có thể gây ra cái tình trạng này. Bác sĩ có thể cho biết những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh rối loạn cương dương? Hút thuốc lá này, thế rồi uống rượu này, hoặc là bị cái tình trạng béo phì, hoặc là ở bị sẵn có một số các cái bệnh lý, ví dụ như là tiểu đường này, rối loạn mỡ máu đấy, thì hoặc là những cái bệnh mà về rối loạn mạch máu mà có những cái cục máu hoặc những cục xơ vữa nằm hẹp lòng mạch thì cũng hay gây nên cái hiện tượng rối loạn cương. Thưa bác sĩ, là khi bị rối loạn cương dương thì cái cách chữa trị sẽ là như thế nào, và bác sĩ có thể đưa ra những cái lời khuyên về chế độ sinh hoạt phù hợp khi bị rối loạn cương dương ạ? Việc đầu tiên là phải thay đổi cái lối sống. Cái lối sống thì thứ nhất là cái chế độ mà tập luyện thể dục thể thao, cái này cũng rất là cần thiết. Đấy, thì nếu như mà có một chế độ mà tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và duy trì thì cái này cũng làm cải thiện rõ ràng cái tình trạng rối loạn cương. Cái thứ hai nữa là tránh béo phì. Người ta thấy rằng tỷ lệ những người béo phì thì tỷ lệ bị cái tình trạng rối loạn cương càng nhiều hơn. Thế và cái nữa là không hút thuốc lá. Có thể dùng các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo mộc, ví dụ như là nhân sâm hoặc là ba dương hoặc là dâm dương hoắc. Thế rồi như Hàn Quốc thì có cái nhân sâm đỏ, cái tinh hoàn của các cái loại động vật, ví dụ như là dê hoặc là một số những loài khác ở cái thời kỳ động dục ấy. Thế rồi màu gà trống hoặc là lưỡi chim, các liệu pháp tâm lý trong điều trị. Thế nhưng cái quan trọng là khi mà người bệnh đã bị tình trạng bệnh lý như thế thì tốt nhất là đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và điều trị luôn.
thì như thế mới hiệu quả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau nhức xương khớp là bệnh thường hay tái phát mỗi khi thời tiết thay đổi. Đau tăng hơn khi mưa lạnh, ẩm thấp, bệnh âm ỉ kéo dài, gây mất ngủ, ăn uống kém, nhất là đối với người cao tuổi. Trong đông y có một số bài thuốc giúp giảm đau nhức xương khớp hiệu quả trong mùa lạnh. Và bác sĩ chuyên khoa 1 Trịnh Thị Thám Hằng, trưởng khoa đông y Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ giới thiệu tới quý vị một số những bài thuốc như thế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị khán giả, trong chuyên mục Cẩm nang y học số này, tôi xin giới thiệu tới quý vị bài thuốc phòng phong thang điều trị chứng đau xương khớp mùa lạnh. Sự thay đổi của thời tiết có tác động không nhỏ đến các chức năng hoạt động của cơ thể, đặc biệt đối với người cao tuổi và mùa lạnh. Thường xuất hiện chứng bệnh đau xương khớp, nguyên nhân là do thời tiết lạnh thì các mạch máu co lại và lượng máu đến các khớp bị kém dẫn đến chứng đau xương khớp. Ví dụ như là đau lưng, đau cổ gáy, tê tay chân, chân tay lạnh, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Theo y học cổ truyền, các yếu tố phong hàn thấp xâm nhập vào cơ thể khi sức đề kháng của cơ thể bị suy yếu và tùy theo cái mức độ của phong nhiều hay hàn nhiều mà người ta phân ra thành các thể, thể phong tí thì bệnh nhân có đau với tính chất di chuyển và người ta thường dùng bài phòng phong thang. Với pháp điều trị khu phong tán hàn, chỉ thống, thông kinh nạc. Với hàn tí thì bệnh nhân đau dữ dội ở một khớp và người ta thường dùng bài ô đầu thang. Với pháp điều trị là tán hàn là chủ yếu. Với những thể như là trong cái đợt tiến triển của bệnh thì bệnh nhân có sưng nóng đỏ đau thì là nhiệt tí. Thì với trường hợp nặng thì người ta dùng bài bạch hổ ra quế chi thang. Với những trường hợp đau với mức độ trung bình thì người ta dùng bài thực dược chi mẫu thang. Với những trường hợp mà do thấp tí thì bệnh nhân đau với tính chất co rút thì người ta dùng bài ý dĩ nhân thang. Và với những người cao tuổi thì là do chức năng can thận kém mà theo y học cổ truyền thì can chủ cân, thận chủ cốt tủy. Nên người ta ngoài những cái thuốc mà có tác dụng phong tán hàn trừ thấp thì người ta dùng bài độc hạt tang tí sinh. Sau đây tôi xin giới thiệu tới các bạn bài thuốc phòng phong thang da giảm gồm những vị sau: hương hoạt 10g, phòng phong 12g, đương quy 12g, bạch thược 12g, bạch ninh 12g, tần giao 8g, cam thảo 6g, quế chi 6g. Tác dụng chung của bài thuốc là có tác dụng khu phong tán hàn trừ thấp thông kinh nạc. Tất cả các vị thuốc được cho vào ấm sắc 2 ngày một thang vào ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml. Liệu trình điều trị 15 đến 20 ngày. Trong quá trình sử dụng thuốc thì quý vị không phải kiêng gì chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng và đầy đủ canxi. Bệnh thì có rất nhiều thể và tùy từng thể mà có bài thuốc phù hợp. Chính vì vậy khi có bệnh thì người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, Voltaire, một triết gia nổi tiếng người Pháp đã từng nói: "Thiên đường được tạo nên cho những trái tim dịu dàng." Không ai nghĩ bệnh viện là thiên đường bởi nó gắn liền với bệnh tật đau đớn và tốn kém. Nhưng ở nơi đó thực sự có những người đã được tái sinh không chỉ bằng kỹ thuật điều trị mà bằng cả tình yêu thương ấm áp của các y bác sĩ và những người xung quanh. Có nhiều câu chuyện đẹp về nghĩa tình ấm áp nơi bệnh viện đã được viết lên bởi chính các y bác sĩ và các bệnh nhân ở nơi đó. Ngôi nhà khốn khó chỉ có mẹ già, người em ngây dại và hai con nhỏ này tưởng như sẽ mãi vắng bóng trụ cột vững chắc nhất là chị Hạnh, nếu như không có sự giang tay đùm bọc của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và cộng đồng. Chị Hạnh bị hôn mê sâu, xuất huyết não. Khi đưa vào viện, người nhà đã xác định không thể cứu được vì tình trạng nặng và hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có tiền để chạy chữa. Bác sĩ trưởng khoa nói là riêng chị Hạnh là không chết. Thế nhưng mà gia đình thì cứ khẳng định là chết. Bởi vì là cháu nhìn rất là nguy kịch. Thế thì bác sĩ bảo không chết thì bây giờ là coi như là xã hội người ta còn giang tay, người ta cứu người. Gia đình sướng lắm. Tôi là dì của cháu mà tôi cũng thấy cứu được cháu đến giờ phút này là tôi thấy hạnh phúc cho hai cháu tôi và bà chị thôi và các cháu tôi thế này.
Bệnh nhân vào viện thì sau khi mổ xong, gia đình bệnh nhân không có đủ kinh phí để chi trả cái gói bệnh nhân đang điều trị. Trong khi đó thì bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế, nên là dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện thì tổ công tác xã hội đã kêu gọi sự hỗ trợ của các đơn vị bạn ngoài. Thì chúng tôi đã kêu gọi sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hưng tại Kim Động. Thì công ty đã hỗ trợ cho bệnh nhân 40 triệu đồng về tạm viện phí cho bệnh nhân trong quá trình nằm điều trị. Sau khi một thời gian bệnh nhân nằm điều trị thì bệnh nhân đã có tiến triển rất là tốt. Bệnh nhân đã bây giờ đã biết hơn rất là nhiều, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn và chỉ còn là có thể là trong thời gian tới nếu mà có thể là có điều kiện bệnh nhân có thể tập vận động đi lại được. Từ bệnh nhân nằm hôn mê và bây giờ bệnh nhân tiến triển rất là tốt. Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà các y bác sĩ, đặc biệt là tổ công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trở thành cầu nối gắn kết các tấm lòng hảo tâm để cộng đồng cùng chia sẻ những khó khăn với các bệnh nhân và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Chúng tôi đã thành lập được và hoạt động rất là tốt, cái duy trì và hoạt động tốt cái việc mà triển khai tiếp xúc người bệnh, và có một nhóm đó là hỗ trợ người bệnh về giải thích về quyền lợi nghĩa vụ người bệnh trong quá trình bệnh nhân đến khám điều trị và tại bệnh viện. Trong năm vừa rồi chúng tôi đã hỗ trợ một số trường hợp bệnh nhân bị ung thư với số tiền nó không lớn nhưng có hỗ trợ về tinh thần cho người bệnh và một số bệnh nhân ở khoa thận nhân tạo. Ngoài cái chúng tôi làm từ công việc mà chúng tôi làm theo đúng trách nhiệm thì lồng ghép trong đó là những y đức của những người nhân viên y tế khoác trên mình cái màu áo trắng. Hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho bệnh nhân không chỉ là việc của riêng tổ công tác xã hội mà còn là những việc làm thường xuyên của các y bác sĩ tại các bệnh viện. Tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, nhiều bệnh nhân thường không có người nhà chăm sóc thì việc hỗ trợ người bệnh từ những việc nhỏ nhất như thế này là điều rất quen thuộc với các bác sĩ điều dưỡng tại đây. Ở nhà thì chỉ có hai cháu nhỏ với bà già, mà bà ấy già rồi, thế con dâu còn phải đi làm, thế là tôi đi một mình. Các y bác sĩ đã đến chăm sóc hỏi han đầy đủ. Điều dưỡng và bác sĩ ở trong khoa thì là cũng thay nhau là để hướng dẫn bệnh nhân cách ăn uống, rồi là hỗ trợ bệnh nhân về những cái sinh hoạt thường ngày cho bệnh nhân. Nhiều khi là kể cả là đêm hôm thì chúng tôi vẫn phải đi kiểm tra xem là bệnh nhân có ngủ được không hay là có sốt không. Tóm lại là nói chung là mình sẽ là phải coi bệnh nhân là như người nhà của mình, như người thân trong gia đình. Chính những việc làm đó của các y bác sĩ đã khiến nhiều bệnh nhân và người nhà cảm động viết lên những lời thơ cảm ơn sâu sắc như cô Võ, người nhà của bệnh nhân đang điều trị tại đây. Cảm ơn bác sĩ Kiếp tài trần, trị triệt con bệnh khỏi xác thân, gây mầm sức mạnh cho muôn dân, trẻ già ngàn năm sướng bồi phần. Không chỉ vậy, phòng bệnh nhiều khi trở thành ngôi nhà bất đắc dĩ của nhiều bệnh nhân khi thời gian điều trị dài ngày. Bất đắc dĩ nhưng ấm áp tình người khi ở đó người với người chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ nhau như những người thân trong gia đình. Và ở nơi đó luôn có những cái nắm tay nồng ấm, những giọt nước mắt khi được sẻ chia và cả những nụ cười trao nhau khi người về, kẻ ở. Bệnh viện cũng là nơi kết nối những tấm lòng hảo tâm với những chương trình từ thiện như nồi cháo dinh dưỡng, tủ bánh mì từ thiện và rất nhiều hoạt động khác. Chính những điều này đã góp phần đưa bệnh viện trở nên thân thiện hơn với người dân. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và đời sống tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.